Trót thả tim dưới bài viết coi thường người hâm mộ, tuyển thủ U23 lên tiếng xin lỗi, đọc tâm thư fan nữ dậy sóng. Sau sự việc, một vài cái tên trong dàn U23 khiến fan nữ chạnh lòng vì Trót nhấn like bài viết coi thường người hâm mộ, một tuyển thủ đã lên tiếng. Trong lúc dàn cực phẩm U23 Việt Nam vẫn đang còn là một cơn sốt, thì người hâm mộ của các chàng trai xương cỏ phải đón nhận một tin không vui khi mới đây, một bài viết đá xéo mỉa mai cộng đồng fan nữ yêu mến đội tuyển U23 bất ngờ gây chú ý trên mạng. Điều đáng nói là có một vài gương mặt trong đội tuyển U23 đã nhấn nút like và thả tim dưới chính dòng trạng thái thiếu tôn trọng đến các fan của mình, khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tổn thương và chạnh lòng. Ngày hôm qua, cư dân mạng truyền tay nhau bài viết của một cá nhân được cho là thân thiết với dàn cầu thủ U23. Nội dung bài đăng có những câu chữ gây xúc phạm mạnh mẽ đến tình cảm của người hâm mộ dành cho các tuyển thủ. Nếu muốn biết mức độ mê trai của các bánh bèo Việt, hãy vào Facebook của các cầu thủ U23 sẽ rõ. Dạo này, mức độ thèm rụng trứng của các bánh bèo nhí đang độ cao trào, hú con mẹ nó hồn, sợ thật. Sẵn nói luôn, mấy chế muốn thông qua Facebook của tôi để la liếm mấy em chú của tôi thì bỏ ý định bỏ đó đi nha. Dạo này Facebook của tôi bánh bèo nhí vào kết bạn đông quá trời quá đất. Điều khiến các fan nữ tổn thương nhất là một vài tuyển thủ không biết vô tình hay hữu ý mà đã có hành động thả tim và nhấn like cho bài đăng nói trên. Dù chủ nhân bài viết đã gỡ bỏ khỏi trang cá nhân, nhưng nhiều người vẫn chỉ mặc điểm tên nhận chân sút đã vô tình liên quan đến dòng trạng thái thiếu tôn trọng fan. Hậu Dụng thả tim, Văn Đại, Trọng Đại, Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn, Mạc Hồng Quân thì like. Tao muốn khóc quá, cảm giác như fan girl mình bị đem ra làm trò cười, trò giải trí cho cả đội U23. Sự việc đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fan hâm mộ U23. Nhiều người cảm thấy bị tổn thương trước hành động của các tuyển thủ và những người bạn thân của họ. Trong một diễn biến mới nhất, Đoàn Văn Hậu, một trong những gương mặt đã tương tác với bài viết nói trên, đã lên tiếng xin lỗi nhằm xoa dịu fan hâm mộ. Theo hậu vệ sinh năm 1999, anh chàng thường có thói quen tự động nhấn nút like và thả tim ở các bài đăng của người thân nên đã vô tình khiến fan hiểu lầm. Văn Hậu cũng khẳng định tình cảm và sự trân trọng nhất tấm lòng của fan. Chắc lần sau phải đọc trước thì mới like và thả tim, chứ không chơi kiểu người quen là like với thả tim nữa. Xin lỗi mọi người, Hậu sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, tâm thư của tuyển thủ này vẫn chưa hoàn toàn được cộng đồng fan chấp nhận. Mấy cầu thủ U23 có quyền like hoặc thả tim cổ súy cho những lời lẽ miệt thị vô văn hóa của ông nhà báo Tuấn Độ kia, thì đám fan girl mà họ và đám bạn của họ cho là đám nứng phụ khoa, hà cớ gì phải im lặng chịu đựng đón nhận sự coi thường rẻ rúm đó. Chúng tôi yêu quý đội tuyển U23 vô điều kiện, nhưng không có nghĩa là không cần được tôn trọng nhé. Thật ra tôi vẫn nghĩ các anh không cố ý làm vậy đâu, bản thân tôi đọc câu của ông nhà báo đó viết xong, nói chung là cũng không có cảm xúc gì, vì mình không phải fan kiểu đó. Mình fan chân chính, mình không sợ, nói gì nói mình vẫn yêu các anh, và mình nghĩ các anh cũng yêu tụi mình. Nghĩ tích cực hơn thì like và comment đó chả là gì so với những gì các anh làm được cũng như các fan dành tặng cho các anh. Thực tế Văn Hậu luôn có thói quen nhấn like trong mọi bài viết của người thân và bạn bè. Sự việc đáng tiếc nói trên ước nhiều gây tổn thương đến cộng đồng fan hâm mộ U23, những người đã luôn sát cánh ủng hộ các chàng trai trong suốt 2 tháng qua.